Diễn viên Nam Trà đăng quang quán quân Cười Xuyên Việt 2023. Nam Trà đã có hành trình chinh phục giấc mơ nghệ thuật đáng nhớ khi vượt hai đối thủ nặng ký Di Dương, Huyền Trâm giành ngôi vị quán quân Cười Xuyên Việt 2023. Tối ngày 5 tháng 5 năm 2023, đêm gala và trao giải chương trình Cười Xuyên Việt 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hành trình cuối cùng nhằm tìm kiếm nhân tố xuất sắc nhất cho ngôi vị quán quân Cười Xuyên Việt 2023 của ba nghệ sĩ trẻ là Di Dương, Huyền Trâm và Nam Trà. Với phần thể hiện ấn tượng ở tiết mục chung kết cùng hành trình đầy nỗ lực suốt nhiều tháng qua, diễn viên trẻ Nam Trà dưới sự hỗ trợ của hai cố vấn là Võ Tấn Phát và Hữu Đằng đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi và trở thành quán quân Cười Xuyên Việt 2023. Quán quân Cười Xuyên Việt 2023 Nam Trà tên thật là Tạ Quang Thịnh. Anh sinh năm 1992 và là một diễn viên hoạt động nhiều năm ở showbiz Việt. Trước khi đến với Cười Xuyên Việt 2023, Nam Trà được biết đến như một drag queen, nghệ sĩ nam biểu diễn có phong cách ăn mặc nữ tính. Đi kèm theo đó là lối trang điểm dày, đậm, chuyên đi hát lô tô ở nhiều sân khấu khác nhau. Là một chàng trai đa tài với lối diễn hoạt náo, lầy lội rất riêng, Nam Trà có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn khác nhau, cả vai nam hoặc vai nữ với nhiều mảng tâm lý khá sâu sắc. Trên hành trình tìm kiếm niềm đam mê của mình, Nam Trà trải qua chặng đường không mấy dễ dàng. Anh từng phụ việc trong ekip sản xuất, làm công tác phục trang, đạo cụ cho đoàn phim. Đêm chung kết quyết định ngôi vị cao nhất cho mùa giải 2023, Nam Trà mang đến tiết mục kịch có tên Cùng Nhau Tỏa Sáng. Anh quyết định tái hiện lại chuyến hành trình chinh phục đam mê đầy chông gai nhưng thú vị ấy của mình. Nói về ngôi vị quán quân Cười Xuyên Việt 2023, Nam Trà cho biết sau khi tham gia Cười Xuyên Việt, tôi mới biết bản thân nhỏ bé thế nào trong diễn xuất và sân khấu. Sau khi chiến thắng, tôi sẽ cố gắng học tập nhiều hơn với việc đi luyện thanh, tham dự các lớp dự thính, học thêm về diễn xuất. Sự cuộc thi là nền tảng và là nơi để tôi thấy mình cần cố gắng nhiều hơn chứ không phải để hài lòng, thỏa mãn. Tôi phải có trách nhiệm với công việc, với khán giả và có sự đầu tư cho các vai diễn của mình.